Ngoại hình của máy đấy chị nhé. Tổng thể máy còn rất là đẹp ạ. Các cạnh của máy pin con này nó đang yếu này, em cắm sạc. Em test camera cho mình ạ. Đây là cam trước ạ. Cam sau đây ạ. Em cắt mic cho mình. Mic thu lại. Em test bàn phím ạ. Nếu phím này không có trên bàn phím thì nó sẽ không hiện chị nhé. Loa của máy ạ. Ổ cứng 128 đem chia làm hai ổ đấy. ID của máy ạ.